đã đi vào những nỗi đau của tình yêu. Nhưng rồi cuối cùng, con người vẫn thấy trong đó mãi là những kỷ niệm yêu thương chất đầy. Tối nay, Mộng Thúy ngồi tại đây và thả hồn qua tiếng đàn guitar, chọn vào bài niệm khúc cuối của Ngô Thụy Miên, solo guitar qua anh Lâm Viên. Mộng Thúy xin phép anh được dùng tiếng đàn này và hát theo cho buổi tối hôm nay nơi này. Xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn tiếng đàn của anh Lâm Viên và chúc anh một ngày cuối tuần êm đềm, hạnh phúc bên cạnh gia đình của anh nơi đó.
xin cảm ơn anh.